Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Thủy Nga cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Và sau đây là phần tin thế giới với những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày mà chúng tôi vừa nhận được. Mở đầu với một tin từ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, phát ngôn nhân chính phủ kêu gọi châu Âu mạnh dạn tiến hành cải tổ kinh tế trong khu vực. Tin từ Hoa Kỳ, thứ Hai ngày 6 tháng 4, phát ngôn nhân Nhà Trắng ông Jay Carney trả lời tới giới báo chí truyền thông quốc gia rằng châu Âu cần phải tiến hành các cuộc cải tổ kinh tế và tài chính mau chóng nhằm giải quyết các khủng hoảng nợ nần quốc gia còn tồn động lại. Hệ thống tiền tệ châu Âu rơi vào khủng hoảng đã ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Hoa Kỳ, vốn dĩ đã không mấy sáng sủa trong mấy năm nay và đang trên con đường phục hồi kinh tế. Ông Carney nói thêm, các vị nguyên thủ châu Âu có khả năng để giải quyết vấn đề kinh tế một cách nhanh chóng hơn. Những tình hình hiện tại vẫn còn quá nhiều rủi ro vì còn lệ thuộc vào phản ứng của từng quốc gia quá nhiều. Thị trường chứng khoán châu Âu vẫn còn bị dao động rất nhiều vì các biến chuyển chính trị từng quốc gia trong khu vực. Ông Carney chia sẻ thêm, tốt nhất châu Âu nên cắt giảm sự lệ thuộc vào các quyết định từ các quốc gia thành viên và có những bước mạnh dạn và cần thiết để gia tăng tốc độ phục hồi kinh tế. Vương miện Hoa hậu USA rơi vào tay Hoa hậu Rhode Island. Tối Chủ nhật hôm qua, cuộc thi Hoa hậu USA đã kết thúc với Hoa hậu Rhode Island, cô Olivia Cuomo, đoạt chiếc vương miện trong những lời chúc mừng của các thí sinh còn lại. Cuomo năm nay 20 tuổi, một sinh viên của Đại học Boston, dự thi với áo dạ hội và áo tắm cổ truyền tại Las Vegas và cũng đã trả lời câu hỏi được khán giả gửi vào qua Twitter về vấn đề một thí sinh hoán đổi giới tính dự thi Hoa hậu. Cô nói đó cũng là chuyện công bằng, nhưng cũng hiểu được tại sao nhiều người còn chưa chấp nhận được. Cô tin nhiều người có nhu cầu đi tìm hạnh phúc và đó là điều chấp nhận được vì đây là một đất nước tự do. Khán giả thoạt đầu cũng có đa chiều cảm tính nhưng sau đó đã cổ võ nồng nhiệt. Cuomo có mẹ, ba mẹ đều là nhạc sư và cô chơi cello từ lúc 2 tuổi và vẫn đang tiếp tục chơi nhạc trong dàn nhạc thính phòng của Boston Symphony Hall và Carnegie Hall ở New York. Giải Á hậu rơi vào tay Hoa hậu Maryland là cô Nana Meriwether và Hoa hậu Iowa Rebecca Hodge đoạt giải Á hậu thân thiện. Cuomo sẽ đại diện Hoa Kỳ dự vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Và xin nhắc lại là hồi đầu năm nay, cuộc thi Hoa hậu Canada đã có một thí sinh tên là Jenny Talakova, một người chuyển đổi giới tính dự thi và đã bị loại dù trên mọi giấy tờ hợp luật chứng minh cô đã là phái nữ sau khi giải phẫu. Sau đó cô lại được cho thi, nhưng cuối cùng thì không thắng. Và kính thưa quý vị, Tổng Giám đốc Cơ quan IAEA mở cuộc họp báo, tin từ Vienna. Tổng Giám đốc Cơ quan IAEA nói rằng, hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà ở khu vực Bartin đã bị phá bỏ, đất đá được di chuyển đi nơi khác. Lời tuyên bố của ông Amano tạo thêm nghi ngờ Iran đang tìm cách dọn dẹp, che đậy bằng chứng đã nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử tại căn cứ quân sự này trước khi cho phép thanh tra IAEA tới quan sát. Trước đó, ông Amano đã tuyên bố rằng ông ta hy vọng sẽ nhanh chóng ký hiệp ước với Iran để cơ quan có thể tới thanh tra khu vực quân sự Bartin. Hai bên sẽ đàm phán vào ngày 8 tháng 6 ở Vienna. Trong tuần trước, Hoa Kỳ đã công bố hình ảnh khu Bartin chụp từ vệ tinh và bày tỏ lo ngại Iran đang tiêu hủy bằng chứng nghiên cứu vũ khí nguyên tử tại căn cứ này. Cơ quan IAEA nghi ngờ Iran đang kiến tạo một con tàu sắt để nợ thí nghiệm nguyên tử. Iran rõ rệt tuyên bố chỉ khi nào ký hiệp ước mới cho phép thanh tra IAEA đặt chân đến căn cứ Bartin. Nhiều nhà ngoại giao cho rằng Iran đang tỏ ra sẵn sàng cộng tác với cơ quan IAEA nhằm giúp nước này trong việc thương lượng giải quyết tranh chấp với lục cường. Nghi ngờ đối với chương trình nguyên tử Iran đã làm cho Hoa Kỳ và Liên Âu gia tăng cấm vận, làm cho nước này lâm vào tình trạng khó khăn kinh tế chưa từng có. Ông Amano cũng đã nói với báo chí rằng, khi thanh tra chưa thể tới khu vực Bartin, ông ta không thể xác định Iran đang làm gì tại căn cứ này. Chính phủ Syria lại tuyên bố ủng hộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc, tin từ Damascus. Một viên chức cao cấp Syria đã bảo đảm với phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc là chính quyền không có điều gì che giấu và sự làm việc của phái bộ sẽ mang lại kết quả. Đô trưởng Bish al-Saban đã gặp chỉ huy phó Walid Abdul Karim của phái bộ và nói rằng phái đoàn Syria đã bảo đảm ủng hộ mọi hoạt động của phái bộ. Quan sát viên có thể báo cáo mọi điều nhìn thấy trên đường phố, tiếp xúc với mọi người và mọi đảng phái trong nước. Trong lúc đó,
chỉ huy trưởng phái bộ là Thiếu tướng Robert Mood đã trở về thủ đô Damascus sau khi đến viếng thăm thị trấn Deir ez-Zor, gặp giới chức chính quyền địa phương và cũng gặp đại diện phía đối lập. Phát ngôn viên của phái bộ là bà Sosan Gosset nói rằng chuyến viếng thăm của Thiếu tướng Mood rất tích cực. Thiếu tướng đã nói với chính quyền địa phương và phía đối lập rằng chương trình hòa bình 6 điểm không phải là chương trình ông Annan mà là một chương trình dành cho chính phủ và người dân Syria. Cả hai phải trách nhiệm trong việc chấm dứt bạo động. Liên Hiệp Quốc chỉ có thể giúp và yểm trợ khi hai bên quyết định chấm dứt bạo động. Syria đã lâm vào tình trạng khủng hoảng kể từ tháng 3 năm 2011 sau khi dân chúng đứng lên đòi Tổng thống Bashar al-Assad cải cách chính trị nhưng đã bị chính quyền dùng quân đội, xe tăng, trọng pháo đàn áp. Cuộc khủng hoảng đã leo thang tới những trận giao chiến giữa quân đội trung thành của chế độ với dân quân vũ trang. Chương trình đình chiến của ông đặc sứ Kofi Annan đã có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4. Liên Hiệp Quốc đã đưa quan sát viên đình chiến tới Syria, nhưng bạo động vẫn tiếp tục diễn ra. Trong ngày thứ Bảy vừa qua, ông Kofi Annan chỉ trích Tổng thống Bashar al-Assad đã không chịu thi hành chương trình hòa bình, tố cáo quân đội Syria gia tăng tấn công, thực hiện những hành động đàn áp tàn bạo, tự ý bắt giữ những người bị nghi ngờ và phạm tội nhiều tội ác khác. Cập nhật tin tức cuộc họp Thượng đỉnh Nga và Liên Âu, tin từ St. Petersburg. Tại hội nghị Thượng đỉnh Nga và Liên Âu, Tổng thống Putin đã tập trung thảo luận về việc tăng cường liên hệ song phương. Về vấn đề Syria, ông Putin nói rằng tình trạng ở Syria là tình trạng đáng kinh sợ. Chế độ Syria phải lập tức ngưng mọi hình thức bạo động và cung cấp đầy đủ mọi sự yểm trợ cho phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc. Liên Âu và Nga có thể đang có sự khác biệt trong việc đánh giá tình hình, nhưng hai bên đều đồng ý rằng chương trình của ông Kofi Annan là chương trình duy nhất có thể tránh đưa Syria đi tới nội chiến, tìm giải pháp hòa bình. Nga và Liên Âu đều ủng hộ chương trình của ông Annan, nhưng các nước Liên Âu muốn Nga gia tăng áp lực để ông Bashar al-Assad phải thi hành chương trình. Các nước Liên Âu cũng muốn ông Assad từ chức để tạo thuận lợi hơn trong tiến trình chuyển tiếp. Đối với tình trạng nhân quyền ở Nga, vụ án ông Khodorkovsky đã được nhà báo Ira Olisbashvili của tờ Dow Jones Newswire và Wall Street nêu ra với ông Putin và ông Putin trả lời rằng vụ án của ông Khodorkovsky đã được nói rất nhiều ở Tây Phương nhưng Tòa án Nhân quyền châu Âu cũng đã phán quyết rằng vụ án ông Khodorkovsky không phải là một vụ án có động cơ chính trị. Ông Mikhail Khodorkovsky từng là một người giàu nhất nước Nga nhưng đã bị bắt trong năm 2003 sau khi ông ta tranh chấp với Điện Cẩm Linh. Công ty dầu lửa của ông Khodorkovsky bị buộc tội trốn thuế, tài sản phải bán lại cho các công ty quốc danh. Đối với các vụ biểu tình ở Nga, ông Putin nói rằng cho tới nay, người Nga vẫn được tự do biểu tình và đối lập đang được tổ chức trong những cuộc biểu tình mới. Lực lượng an ninh Nga chỉ bắt giữ những người vi phạm luật lệ và cũng nhanh chóng trả tự do cho họ. Biểu tình là chuyện bình thường, nhưng điều Nga sẽ làm là sửa đổi pháp luật cho phù hợp với pháp luật của các nước Liên Âu trong việc đối phó với các cuộc biểu tình. Tòa án quân sự Libya tuyên bố một nhóm người ngoại quốc tên từ Tripoli. Một tòa án quân sự Libya tuyên án một nhóm người ngoại quốc gồm người Nga, Belarus và Ukraine bị truy tố đã cộng tác với chế độ Muammar Gaddafi trong thời gian chiến tranh. Một người Nga được coi là người phối hợp của nhóm này bị tuyên án tù chung thân. Một người Nga khác với 3 người Belarus và 19 người Ukraine bị tuyên án 10 năm tù khổ sai. Những người này bị quân dân bắt tại vùng ngoại ô Georgavresh trong tháng 8 năm ngoái. Binh đoàn Qatar bắt giữ nhóm người này và buộc tội họ đã làm lính đánh thuê cho chế độ. Đại sứ Mykola Nahorny của Ukraine nói rằng nhóm người nói trên đã qua Libya làm việc cho công ty dầu lửa Tahara. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ, họ bị buộc phải chế tạo vũ khí trong phòng không. Ông ta nghĩ rằng phán quyết của tòa không thích đáng sẽ giúp những công dân bị tuyên án kháng cáo và đưa họ về nước. Đây là lần đầu tiên tòa án quân sự Libya xét xử những người ngoại quốc bị truy tố tội cộng tác với chế độ Gaddafi. Người Ai Cập ở Jordan bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống, tin từ Amman. Người Ai Cập sống ở Jordan đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng nhì, chọn lựa giữa một ứng cử viên huynh đệ Hồi giáo và một ứng cử viên được coi là người thân cận của tổng thống Hosni Mubarak vừa bị tuyên án tù chung thân. Cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì sẽ được tổ chức ở Ai Cập vào ngày 16 và 17 tháng này. Hai ứng cử viên đang gia tăng công kích lẫn nhau. Ông Ahmed Safid nói rằng đối thủ Mohamed Morsi là người ngụy ngôn,
huynh đệ Hồi giáo nếu lên cầm quyền sẽ áp đặt chủ trương Hồi giáo trong nước. Ông Morsi, 60 tuổi, nói rằng ông ta là một ứng cử viên của cách mạng, đối thủ của ông ta lên cầm quyền sẽ tìm cách phục hồi lại chế độ cũ. Bà Jehan Salem sau khi đi bỏ phiếu nói rằng bà ta không muốn Ai Cập trở thành một quốc gia Hồi giáo. Ông Ahmed Safid là một nhà quân sự và chính trị đáng kính, cũng là một người Hồi giáo nên bà ta bỏ phiếu cho ông Safid. Cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì đang ở trong tình trạng u ám. Nhiều văn phòng vận động của ông Safid bị tấn công, nhiều người đang xuống đường bày tỏ sự phản đối với cả hai ứng cử viên. Ông Ibrahim Al-Jamal nói rằng ông ta bỏ lá phiếu cho một khuôn mặt mới, hoàn toàn đoạn tuyệt với chế độ cũ. Ai Cập không thể tiếp tục là một quốc gia như 30 năm qua, làm cho những người tốt nghiệp đại học như ông phải ra sống ở ngoại quốc. Ông Morsi tuyên bố nếu được đắc cử, ông ta sẽ từ chức trong phong trào Hồi giáo, làm tổng thống của mọi công dân trong nước, cả Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Phụ nữ được tự do mang khăn che mặt hay không mang che mặt? Trước khi chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, sau đây là tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2012. Chỉ số Nasdaq, chỉ số Dow Jones, kính thưa quý vị, giảm 17.11 điểm, đóng ở mức 12.101.46 điểm. Chỉ số S&P tăng 0.14 điểm, đóng ở mức 1.278.18 điểm. Và chỉ số Nasdaq tăng 12.53 điểm và đóng ở 2.760.01 điểm. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới của VYN TV 57.3. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Xin quý vị đừng rời màn hình, sau phần quảng cáo, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin kinh tế thế giới.